365 ngày chuyển động, mỗi ngày đồng hành với bà con và quý khán giả. Hôm nay tiếp tục là không khí sản xuất hàng Tết của nông dân ở các vùng miền. Những ngày đầu năm 2019, ảnh hưởng của mưa bão, nhà nông có gặp khó trong sản xuất không ạ? Mời bà con và quý khán giả cùng Sơn Hiền, Ngọc Như điểm qua những thông tin của ngày hôm nay. Thiên đường rau hoa Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, nhà nhà hối hả chăm sóc rau hoa chất lượng tốt nhất. Bắp cải trắng vụ Tết được mùa được giá, nông dân tỉnh Vĩnh Long phấn khởi đón Tết. Đồng Tháp đưa đàn heo vượt qua cơn suy thoái bằng cách cấp vốn chăn nuôi đến hộ dân. Các dịch vụ logistics như cơ sở hạ tầng, kho bãi, các trạm trung chuyển và vận tải chưa gắn với xuất khẩu rau quả Lâm Đồng. Thưa bà con và quý khán giả, mệnh danh là thủ phủ của rau qua cả nước nên còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Nông dân đã hối hả chăm sóc và nâng niu từng luống qua, mang theo một kỳ vọng là sản phẩm sẽ cho chất lượng tốt nhất, giá bán cao nhất để mà phục vụ người tiêu dùng cả nước trong dịp Tết này. Vâng, nhưng mà tuy nhiên là những cơn mưa dầm cuối năm làm ảnh hưởng đến các nhà vườn chuyên trồng hoa Tết ở Đà Lạt. Điều này đòi hỏi những lão nông dày dạn kinh nghiệm làm hoa buộc phải trổ tài, nhìn cây hoa để bắt bệnh, tìm ra loại thuốc đặc trị. Để tiêu diệt dịch bệnh, kích thích cho hoa nở đúng vào dịp Tết không phải là chuyện ai cũng làm được, nhất là đối với những loại hoa dễ mẫn cảm với thời tiết, sâu bệnh và tổ chức hoang dã vẫn còn, nhất là những diện tích hoa lily tại Đà Lạt. Bất cứ sự thay đổi thất thường nào về thời tiết, nhất là độ ẩm và nhiệt độ ngoài trời, cũng sẽ làm cho mọi tính toán của nhà nông không được như mong muốn, thậm chí thất bại. Những cơn mưa trái mùa liên tiếp những ngày qua cũng làm cho một số diện tích lúa đông xuân sớm trên địa bàn huyện Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long, một tỉnh nằm cọc sông Tiền thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị đổ ngã, gây thiệt hại đến năng suất và chất lượng. Theo nhiều nông dân, những năm trước dù lúa đông xuân thời tiết rất là thuận lợi, hầu như không có mưa, nhưng năm nay lại xuất hiện mưa trái mùa kéo dài khoảng 4-5 ngày làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa. Hơn nữa, giá lúa hiện tại thương lái đặt cọc thu mua thấp hơn trước từ 200 đến 400 đồng một ký. Dự kiến khâu thu hoạch lúa sắp tới cũng sẽ khó khăn hơn. Cũng tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nhưng mà niềm vui lại đến sớm với người trồng bắp cải trắng. Thời gian qua thì nhiều nông dân trên địa bàn xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn đã mạnh dạn chuyển nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và đặc biệt là trồng bắp cải trắng. Thời điểm này bắp cải trắng được mùa, được giá nên bà con nông dân rất là phấn khởi. Cộng tác viên của chúng tôi đã đến ghi nhận thực tế niềm vui vào vụ thu hoạch thì bà con cho biết là vụ bắp cải này giá cao hơn năm rồi, năng suất bình quân một công đạt khoảng 1 tấn rưỡi. Với giá bán là 5.500 đồng một ký thì trừ hết chi phí khoảng 2.000 đến 2.500 là tiền lời cho một ký và từ những cái cây rau màu được trồng trải vụ, cuộc sống của mỗi gia đình ngày càng được cải thiện đáng kể. Xã Thiện Mỹ hiện có gần 100 hecta đất trồng màu với các giống màu chủ lực như ớt, rau cải các loại, củ sắn, hành lá, đu đủ, bắp cải trắng. Nhờ sản xuất trải vụ luân phiên, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất theo quy trình nông sản sạch, sử dụng các loại thuốc sinh học và cách ly trước khi thu hoạch nhiều ngày, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nên năng suất luôn đạt khá cao, giá bán ổn định, bà con nông dân lời khá. Cá biệt có hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng màu. Thị trường cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên biến động liên tục mấy tháng nay. Cận Tết ghi nhận giá cà phê Robusta, hồ tiêu đang khởi sắc. Giá cà phê nguyên liệu tăng 500 đồng một ký. Hiện giá cà phê tại Tây Nguyên dao động trong mức 33.300 đồng cho đến 34.200 đồng một ký. Trong khi đó thì giá hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam vẫn đi ngang, dao động trong khoảng từ 50.000 cho đến 52.000 đồng một ký. Dự báo 6 tháng đầu năm 2019, thị trường hạt tiêu thế giới nhìn chung sẽ khả quan hơn do áp lực dư cung đã giảm. Thị trường heo hơi vẫn đang ở mức có lời cho người chăn nuôi. Việc điều hành của chính phủ để cho giá heo không vượt mốc 50.000 đồng một ký gây mất cân bằng thị trường đã thực sự mang lại hiệu quả. Theo ghi nhận thì giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục giảm 1.000 đồng cho đến 2.000 đồng một ký, dao động trong khoảng 47.000 đến 49.000 đồng một ký. Còn ở khu vực miền Bắc và miền Trung, thị trường được ghi nhận tăng nhẹ. Hà Nội và Ninh Bình là những địa phương có giá tốt với mức từ 45.000 cho đến 47.000 đồng một ký. Tại miền Trung thì giá bán tăng nhẹ, dao động trong khoảng 42.000 cho đến 51.000 đồng một ký. Năm 2018 cho đến nay, giá thịt heo hơi trên thị trường tăng mạnh. Đây là động lực thúc đẩy người chăn nuôi Lâm Đồng tăng đàn, mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi heo.
Thống kê của ngành chức năng, năm 2018, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh là gần 460.200 con, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc tăng đàn heo tiềm ẩn nhiều rủi ro khi cung vượt quá cầu và có nguy cơ sẽ lặp lại tình trạng giảm giá như thời gian qua. Trước tình hình trên, ngành chức năng khuyến cáo và cung cấp các thông tin liên quan nhằm giúp nông dân phát triển chăn nuôi heo bền vững, hạn chế rủi ro. Sau một thời gian dài giá heo hơi giảm mạnh, làm cho các doanh nghiệp chăn nuôi phải giảm đàn liên tục, nhiều hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ phải bỏ chuồng trống. Tôi nhớ là khoảng 2 năm trở lại đây thì thị trường heo hơi giá rất là thấp. Nhưng mà đúng chính xác đó là năm 2017, thị trường heo hơi cả nước xuống rất là thấp. Có thể nói là khủng hoảng, nông dân cả nước rơi vào cảnh mất vốn, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người chăn nuôi. Và nông dân tại tỉnh Đồng Tháp, một vùng đất sen hồng, cũng không ngoại lệ. Khi mà giá heo tăng trở lại thì người chăn nuôi heo quy mô nhỏ và vừa đang mong chờ có được cái nguồn vốn ưu đãi để mà có thể tiếp tục tái đàn. Vậy thì tỉnh Đồng Tháp đã trợ lực như thế nào để đưa đàn heo vượt qua cơn suy thoái về tổng đàn? Ghi nhận tại xã Mỹ Quà, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, một trong những địa phương có lượng hồ sơ vay vốn sản xuất nhiều nhất. Giá heo tăng trở lại, người nuôi ai cũng vui mừng. Những hộ như anh Nguyễn Văn In muốn tái đàn thì lại thiếu vốn. Tương tự, 2 năm vừa rồi, ông Nguyễn Văn Sơn, chủ trang trại heo Ba Sơn cũng chịu ảnh hưởng, phải từ bỏ chăn nuôi vì hết vốn. Hiện tại đa số người chăn nuôi nhỏ lẻ đã kiệt quệ. Những người còn cầm cự được cũng đang sản xuất cầm chừng, khó lòng khôi phục quy mô sản xuất như cũ nếu như không nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi. Thị trường hiện tại thì nó chỉ mới phục hồi chừng 3-4 tháng nay thôi. Người nông dân mình không nên vội vàng để mà tăng đàn. Tại vì cái giá cả nó chưa được chính thức lắm. Rồi nếu mà số lượng heo mình tăng lên thì nó sẽ dư, rồi nó sẽ tiếp tục xảy ra cái chuyện là bấp bênh nữa. Nhà nước mà hỗ trợ nên mà để cho vay với lãi suất thấp thì cái điều đó rất là tốt luôn. Rất là tốt cho những người nông dân mà đang cái ngành mà chăn nuôi như thế này. Đáp ứng nhu cầu vay vốn phục hồi sản xuất của người chăn nuôi heo, Nghị quyết 138 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chính sách hỗ trợ sản xuất trên địa bàn tỉnh đã được các địa phương triển khai đến nông dân có nhu cầu. Theo đó, mỗi hộ chăn nuôi nếu như đáp ứng được đầy đủ yêu cầu sẽ được vay vốn ưu đãi với lãi suất là 0,65% một tháng. Tối đa, số tiền cho vay là 500 triệu đồng. Theo ghi nhận, hiện có tổng số 25 hộ đăng ký vay vốn, thẩm định duyệt 21 hộ, có 7 hộ chăn nuôi, còn lại phát triển cơ giới hóa sản xuất. Từ số vốn này, nếu như nông dân biết cách nắm bắt, sử dụng một cách hiệu quả, sẽ khôi phục lại đàn heo trên địa bàn. Bà con và quý khán giả đang xem tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển. Thưa bà con và quý khán giả, mặc dù là địa phương đi đầu sản xuất rau hoa công nghệ cao cả nước, diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 61.300 hectare, sản lượng đạt hơn 2 triệu tấn. Nhưng diện tích này chủ yếu được tiêu thụ trong nước ở dạng tươi với tỷ lệ khoảng 90%, số còn lại được dùng để chế biến và xuất khẩu với tỷ lệ 10%. Dân và anh Sinh Hiền cũng biết là ở thị trường trong nước thì rau quả của tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là tiêu thụ ở hệ thống siêu thị, hệ thống chợ, cửa hàng bán lẻ. Trong đó thì chợ chính là hình thức phổ biến và chủ yếu nhất. Còn thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Lâm Đồng đó là Nhật Bản chiếm 55%, Singapore thì 30%, Đài Loan, Hàn Quốc 20% và Thái Lan, Malaysia, Campuchia thì 5%. Nguyên nhân nào mà tỷ lệ xuất khẩu lại đạt thấp như vậy? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thông tin thêm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến rau quả Lâm Đồng mới chỉ đạt tỷ lệ xuất khẩu nhỏ, theo các nhà chuyên môn phân tích, là do dịch vụ sau thu hoạch, logistics như cơ sở hạ tầng, kho bãi, các trạm trung chuyển và vận tải chưa được đầu tư. Ngoài ra, các dịch vụ hậu cần gắn với xuất khẩu còn yếu, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng lạnh bị phân khúc trên từng công đoạn, chưa vận hành xuyên suốt, chưa tập trung vào giá trị, chất lượng và mức độ xuyên suốt. Chợ đầu mối Đà Lạt được xây dựng nhưng chưa mang lại hiệu quả như một trung tâm trung chuyển. Để đưa nông nghiệp Lâm Đồng đi vào bài bản thì từng huyện, thành phố cần xác định cây trồng chủ lực, nâng cao mức sống cho nông dân. Vì điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mà huyện Cát Tiên tiếp tục cải tạo vườn điều kết hợp trồng dâu tằm và cây công nghiệp. Cụ thể, nông dân đã ghép cải tạo được hơn 438 hectare điều cao sản và chuyển đổi hơn 186 hectare điều già cỗi, năng suất thấp sang trồng cây dâu tằm, cây lâm nghiệp.
Bên cạnh đó, huyện cũng tiến hành tuyển chọn các giống điều có ưu thế vượt trội về năng suất và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương. Đề nghị ngành chức năng xem xét công nhận cây đầu dòng để khai thác nguồn chồi ghép phục vụ việc tái canh loại cây này trong thời gian tới. Năm 2018 đã oai tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chủ động hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh thăm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Các xã ở phía Nam đã oai cũng phát triển trồng dâu tằm, sản lượng kén đạt 230 tấn. Đặc biệt, cây ăn trái duy trì đà phát triển mạnh, diện tích hơn 3.500 ha. Đàn heo và gia cầm đã duy trì đà tăng trưởng trở lại và vượt kế hoạch đề ra. Lâm Đồng là tỉnh được đánh giá tiêu biểu của vùng Tây Nguyên trong việc xây dựng nông thôn mới. Với cách làm sáng tạo, hướng đi đúng và nhận được sự đồng lòng của nhân dân, làm thay đổi toàn diện bức tranh kinh tế xã hội, nhất là đời sống của người dân thì ngày càng được nâng lên. Tết năm nay thì người dân Lâm Đồng lại thêm những niềm vui mới. Vì vậy mà không khí đón xuân cũng vui tươi trên từng xã, từng huyện, thành phố. Mời bà con xem đằng sau vẻ đẹp ngàn hoa Đà Lạt chúng ta đến du lịch thường thấy thì đời sống của những nông dân vùng hẻo lánh ra sao qua phóng sự sau đây. Xã Tân Lâm, huyện Di Linh, vào dịp cận Tết tràn ngập sắc xuân. Thời điểm này, không khí gia đình ông Nguyễn Văn Hương như khẩn trương hơn ngày thường. Sau một năm vất vả với công việc sản xuất, năm nay kinh tế gia đình ông Hương có nhiều khởi sắc nhờ mô hình cà phê giống mới sau tái canh trên 5 hectare. Mỗi năm cho thu nhập hơn 600 triệu đồng. Theo tinh thần là xã thông báo là sẽ đạt đến về nông thôn mới, về nhân dân địa phương ở đó chơi là ở xã thì tất nhiên là đón xuân rất phấn khởi hơn các năm. Ước vọng là của gia đình và nói chung là toàn địa phương thì mong muốn rằng chính quyền của địa phương càng ngày càng phát triển kinh tế cho dân được hưởng lợi nhiều hơn. Năm 2018, Đức Trọng là huyện duy nhất của tỉnh Lâm Đồng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, trong tổng số 14 xã đều đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Đạ Quyên, Tà Năng hay Đà Loan, những xã nghèo khó khăn trước đây giờ đã khác. Vì đích nông thôn mới không chỉ tạo sự lan tỏa, mở ra kỳ vọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, đây còn chính là niềm vui đón năm mới của người dân năm nay. Chúng ta cũng phải tiếp tục thực hiện cái nâng cao những cái tiêu chí này đối với các xã. Mà đặc biệt là những cái tiêu chí mà nếu chúng ta không tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thì khả năng nó sẽ bị tụt. Nông thôn mới thì liên quan đến cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và tùy theo cái chức năng của từng cơ quan đoàn thể mà phải thực hiện theo yêu cầu của đơn vị. Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đầu tư gần 150 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nguồn vốn nông thôn mới đã thúc đẩy rất lớn trong biểu đồ cơ cấu kinh tế cho sự phát triển của hơn 170 hợp tác xã nông nghiệp, hơn 940 trang trại, đẩy mạnh chuỗi an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng mô hình nông thôn kiểu mới. Cái phát triển kinh tế ở đây coi như là mình đoàn kết, xây dựng kinh tế coi như tự lập bằng cách là học hỏi những kinh nghiệm của người kinh như là trồng cây ngắn ngày như rau, hoa, cà phê. So với trước đây thì nói chung là bà con có thay đổi rất nhiều. Huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy hàng năm đưa vào nghị quyết những vấn đề mà lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc trong toàn đảng bộ lãnh đạo trực tiếp cái việc xây dựng nông thôn mới, đề cao cái vai trò của đảng viên trong việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Lâm Đồng có 87 trong tổng số 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 17,3 tiêu chí một xã. Các xã nông thôn mới của Lâm Đồng hôm nay khác rất xa với khó khăn ngày nào. Trong cái chỉ đạo mà nhất quán từ tỉnh đến địa phương là không lấy cái thành tích hoàn thành chỉ tiêu làm cái thành tích chạy theo thành tích mà lấy cái thực chất trên cái cơ sở là phát triển sản xuất tạo nguồn lực để mà xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới của Lâm Đồng đang đi đúng hướng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Lâm Đồng được xem là một trong 6 tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Cả tỉnh chỉ có 3% hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn hơn 9%. Những đổi thay, những niềm vui của người dân có được hiện rõ trên mỗi công trình nông thôn mới. Tết năm nay, người dân đều cảm nhận được sự yên vui.
xây dựng nông thôn mới thì mục tiêu cuối cùng là nâng cao mức sống và đời sống của người dân. Chính vì cái mục tiêu này mà người dân rất là đồng tình. Tuy nhiên thì để thực hiện hiệu quả thì cái cách làm của mỗi địa phương mới quyết định cái hiệu quả thực sự của nó. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.